nó bị cái gì đó, ngay nó không có cho bình luận trên các nhóm. AI của Book nó dễ bị điên. Thì quên mất nó có cái Excel nữa, cho nên thành ra thầy chỉ cho thả icon thôi. Ai mà được trái tim ấy là được điểm cao á. Ai được thả trái tim là được điểm cao. Để có gì thì sẽ cập nhật lại sau ha. Đấy, đa số các bạn thuộc bài, đa số thôi nha. Trước tiên là thuộc được là thấy ổn áp rồi. Biết cái nó cái Facebook nó bị khùng khùng gì á, là nó thấy thì mua sách quá giờ nó ngăn lại, nó cho đừng cho mua nữa, khỏi comment, mua tốn tiền quá. Thôi bây giờ mình đi tiếp nha, nghe các bạn nào các bạn nào chưa có làm thì mình về mình bổ túc thêm ha, để mình gửi lên. Tiếp về cái phần ứng dụng á, ứng dụng của Thọ Hỷ đó. Cái này là ứng dụng chung. Còn hồi nãy quý vị đó thì sử dụng để thăng tiến là trong cái trường hợp quý vị, trong ứng dụng trong trường hợp quý vị thôi. Nãy ra đó thì nó không cần phải học cái này rồi, cho nên học cái này rồi thì quý vị có thể trình bày lại một cách khác hơn xíu. Thứ nhất là với mình, dụng với mình, dụng với mình. Thứ nhất đó là mình đi đi tìm các trạng thái thỏa hỷ ứng với tâm thiện trong đời sống hàng ngày, như là việc học, việc làm, cư xử, việc suy tư, thường nhật. Mình tìm các trạng thái thỏa hỷ với các cái tâm tốt đẹp, tâm thiện trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cái này quý vị hiểu không? Quý vị hiểu không? Là vui tự nhiên đó. Là mình có cái niềm vui. Mình có cái niềm vui mà mình làm việc ha, có niềm vui. Niềm vui khi làm cái việc tốt. Mình đi sửa mình thăng tiến, mình đi học những điều hay mà mình không có vui nha. Mình nói ha, mình nay tôi đi học mà cái mặt quẹo đéo ha. Quạo quòi đó, nay giờ tôi học được bài hay lắm luôn. Toàn nói tôi không à. Toàn nói tôi ăn nhiều, nói tôi ở dơ, nói tôi thế này kia không, mà tôi biết rồi mà nói hoài mấy cái đó khổ vậy đó. Cũng hay, mình cũng biết là nó hay. Nhưng mà mình về đó nó không có vui. Mình về mình không có vui. Mình biết nó hay mà mình không có vui rồi đó, mình mất này rồi. Đâu có thỏa hỷ đâu. Không có thỏa hỷ vậy á, khó bệnh lâu lắm. Nó có khó bệnh lâu lắm. Mình tìm là cũng tự nhiên, kiếm kế hoạch, nhưng không có kế hoạch, có kế hoạch ở xuống dưới khác nữa, mình tạo
mình tìm cái trạng thái thỏa hỷ. Ví dụ như mình mà mình làm cái công việc của cheater đó, thôi ví dụ thầy nói về website đi, cái cheater đó làm xong một cái pay nào đó cái mình vui, hi, mình làm xong cái này rồi, mình tìm cái trạng thái hoan hỷ, vui thích khi mà mình làm xong một cái điều nào đó ở trong cái công việc của mình. Chưa hiểu chưa? Có niềm vui đó khi mà mình làm việc á. Sự nhận diện tích lũy đẹp, tích lũy các kiểu hình ý tốt đẹp, biết mà cho nó sanh thích hợp. Tức là mình phải để ý lại đó, ở trong cái đời sống của mình, cái chuyện nào cần cái niềm vui, cái sự quan hỷ. Tại vì hỷ á, nó mới nuôi dưỡng tiếp, hỷ nó nuôi dưỡng tiếp, còn ưu đó của sân đó là nó tiêu diệt nha, tiêu diệt à, nó không có sanh lên được nữa, cái bụp nó chết luôn à, mình cũng biết điều hay đó, xong biết rồi xong chết luôn. Hay là cảnh siêu bự hả? Vui vui, gắn vui nha, gắn vui thì gắn làm. Nó lộn xộn quá đó, chừng nào nó bớt lộn xộn rồi kêu cho hay vô coi thử cho nó hoan hỷ. tự cái này mình gạch đầu hàng ra cho bản thân của mình, ai thấy ai đang làm gì đó thì mình coi đây có cái chỗ nào để mình vui được á. Tự mình nè, tự mình ghi ra những thứ mình làm trong ngày hay là trong tuần hay là trong tháng dần dần mà mình có niềm vui tốt đẹp. Tự làm cái đó đi. Mà đúng không? Không hiểu là la lên. Xong rồi thì cho hay để đi tiếp. Dụ trong ngày mà mình thực hành rải tâm từ mình vui. Chưa hiểu ý tốt muốn hỏi là hỏi gì con? Ai nhận thì người ta vui, mà mình đâu biết người ta có nhận hay không có nhận đâu. Tại người ta thì mình rải thôi. Rải rồi thì mình vui. Đâu phải, trời thằng nãy hiểu tầm bậy. Hạnh cảnh cá biệt là một mình, rồi cảnh không cá biệt là hai ba người đâu, tầm bậy. Ta vẫn chưa hiểu cảnh phổ thông và cảnh cá biệt. Lại bữa trước đi con. Ghi ra đi ha, ghi ra để cho mình có cái thời hỷ. Hỷ á, cái gì đó chưa đã bằng thời lạc đâu. Lạc nó còn dữ hơn nữa, hầu nữa tới học lạc đi quý vị thấy.
mình hay né lạc lắm, không hiểu luôn á, nó rất là ít lợi hay ho à. Học cho xịn để dùng cái lạc cho nó nhiều, dùng lạc như tân không là rồi luôn, lạc vào xứ sở béo phì luôn. Nó chép nó ví dụ mà cũng không yên nữa. Chừng nào muốn thầy giao hội chúng nữa thì kêu nghe. Cái tướng này bự quá, lăn đá không được đâu, đá nó đè chết á. Ừ, ok Phước Hoàng. Tí mình ghi
chích tờ Linh. Vậy nào mà cái cuộc sống á, nó đơn giản á, quý vị thấy mình làm mấy cái này nó nhanh lắm, nó khỏe lắm. Cuộc sống mình phức tạp đó, mình nhiều lắm, nhiều mối bận tâm bận rộn đó, mình làm cái này nó cũng luôn luôn đó. Vài quý vị nữa đi, mình qua cái mới tìm hay ha. Khác cũng còn lâu dữ ta. Thêm được rào rồi nè. Còn nữa đó, tăng chưa xong nữa, tăng chắc còn nhiều lắm. Nhưng là vui là muốn nơi luôn. Học tiết nào cũng vui hết trơn. Có tiết nào đó mà không có tấn lắm đâu. Niềm vui. Vui muôn lớp học. Biết bển lãnh phước hay lãnh nghiệp cũng không biết nữa. Hả, từng này quan trái hả? Trời, quan trái gì dữ vậy, cởi nghe coi, đặng làm chất liệu lớp học coi. Bà nào bả lợi bả đòi nợ phải không? Ok Vi. Okay, mâm. Rồi tìm xong rồi tới tạo. Tạo tên là sao? Tạo khác. Trạng thái thọ hỷ. Giới tâm thiện trong đời sống một cách chủ động. Tạo các trạng thái thọ hỷ ứng với tâm thiện trong đời sống một cách chủ động. Cái này là mình tạo nha, cho nên là mình tìm, nó có sẵn cho nên mình tìm. Như mình đi tìm hòn sỏi đẹp, nếu như không có hòn sỏi thì mình đâu có đi tìm đâu, nghĩa là nó có rồi. Mà đã tạo ra hòn sỏi đẹp thì từ hòn sỏi chưa đẹp tạo ra hòn sỏi đẹp, thành ra tạo ra nó có tính chủ động hơn. Cái này cảnh riêng đối với mình, cảnh này là cái cảnh không có phổ thông, cảnh cá biệt. Thì bây giờ quý vị coi mình tạo ra được cái gì. Thí dụ ha, thí dụ như là bữa nay tôi đi học ha, tôi phải đặt câu hỏi để tôi có nhiều cái niềm vui quan hỷ khi mà được hướng dẫn dạy ra đó. Mọi người đó, người ta cũng quan hỷ vì tôi có câu hỏi đó. Cái tôi quan hỷ là với sự quan hỷ của mọi người nữa, nó ra hai ba chập quan hỷ luôn, quá vui luôn, về ăn cơm không được luôn, lo ngồi cười không vui, là vì mình tạo ra trạng thái hỷ. Phải tìm nữa, động tạo tác ra đó. Cái này là chích tờ, nãy chích tờ nói đó. Tờ hiểu chỗ này chưa? Chủ động mình tạo ra. Tự như đó, cái mình á, mình một ngày đẹp trời cái mình nhắn thầy thay thay muốn làm cái dự án này nè, dự án này nó sẽ có ích lợi gì 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 nè, họ muốn làm cái này á, đó đó mình tạo ra, mình tạo ra cái trạng thái thọ hỷ. Mình làm không xong cái mình chuyển sang thọ ưu ha. Sống kiểu này sướng vui lắm ha. Vậy sao mình không sống kiểu này đi, mình sống kiểu kia chia khổ dữ vậy con. Mình không à, ai cấm mình sống ăn vui đâu, không tự mình chọn rồi tự mình than ơn trời ơi khổ ha.
Rồi như quý vị cũng làm ra cho mình, tự ghi ra những gì mình á có thể chủ động tạo tác, tự mình ghi ra những thứ mình sẽ tạo tác chủ động để có thỏa hỷ thích lợi trong ngày, trong tuần, trong tháng, vân vân vân. Này là nó không có nằm theo cái lịch của quý vị nha. Này là nó không có tính ổn định nha. Chủ động tạo mà, mình tạo rồi nó mới ổn. Dụ như quý vị đây, sao ha, tôi sẽ đăng ký, tôi chia sẻ ứng dụng điều học nè. Tôi thấy tôi học được cái này hay quá, tôi muốn chia sẻ để cho 500 anh em ha. Đăng đàn để chia sẻ. Chia sẻ xong rồi mới vui. Đó, cái đó là mình đó, mình tự mình tạo ra cái trạng thái hỷ. Bởi vì mình chịu làm, mình muốn làm, không ai bắt mình đó, không ai ép mình đó hết. Chưa, hiểu chưa? Mình đăng ký vô bán học thuật nè, không để mà hóa nè, để mà làm luận nè, đó, mấy cái đó đó mình chủ động vô, chủ động mình tạo ra không? Cái trong cái tôi đọc được cái sách đó nè, tôi vừa đó làm lại cái test nè, mà tôi vừa đọc được sách nữa, tôi hiểu hay quá, cái thứ hết sức là phê luôn, chỉ lên cục lên. Mình chủ động mình tạo ra, mình biết có nhiều thứ luôn, mênh mông. Thì gắng làm đi, gắng lên kế hoạch để làm. Thôi quý vị lên, ai xong cho hay. Nhiều nhiều đi nghe, đừng lên cái dèo cái con ý một nha. Mình nhớ mình lên rồi cái mình nhớ mình làm nha, chứ mình đừng có lên kế hoạch tại vì bữa nay có bài tập thôi rồi về đâu vào đấy nha trời.
Gì Trang, để xì chết đúng không? Lỗi thì mình sửa lại, mình vui tiếp. Chưa được rồi, là phải qua cái ý số 3. Tỷ chờ các bạn một tẹo. Dễ sầu quá ha. Rồi mấy đứa công nghệ thông tin dễ sầu quá ha. Có ba quý vị xong rồi. Tí nữa. Ồ, tôi mới vô coi lớp này, giấc này bắt đầu lớp nhiều ha. Ủa thì Vi nè, nãy giờ Vi không lên tiếng hết. Vi uống nước chưa?
còn trốn mất tích không à? Ồ, tốt. Vi âm thầm lắm, Vi âm thầm và lặng lẽ lắm. Kệ tự linh. Mấy bạn tí nữa ha. À, nghĩ ra đời mấy bạn nhiều vấn đề lắm. Đời của gì á, loạn ngầu hết bởi vì phải ghi nhiều. Nghĩ thương. Chờ chút. Nhất là đời tân á, nhiều trong gai lắm. Không, nhiều chướng ngại lắm. Mình phải chờ chút. Ok, ok nào. Vì chuyện phải làm mà xưa giờ chưa làm nên lập kế hoạch ra, làm thì có được không thấy được chứ. Đã tạo ra được cái kế hoạch rồi đó con. Vui ha, mình làm cái kế hoạch mà mình ta nói hứng hở luôn. Mặt tươi rối luôn. Mình làm kế hoạch mà cái mặt tươi rối ấy, nó khác hoàn toàn với mình làm kế hoạch mà cái mặt trụ ụ một đống. À, mình thấy cái nào khả thi để nó thành công hơn. Phải hiểu biết cái cơ chế của mình là cái cơ chế lệ thuộc cảm giác rất lớn. Chưa có ly cảm giác được thì mình phải tận dụng nó để mà mình sống, học tập, tu tiến các kiểu. Mình chưa mà cái mình ly nó ra luôn rồi mình còn gì đâu. Ừ, thân thì ta nói vô sản mà đụng cái gì cũng ly hết trơn á. Rồi sao sống? Phải coi tạo tác ra. Ok mâm. Cũng xong dần dần rồi đó. Người thọ hỷ không có, thọ xã không có hiểu cái này đâu con ơi. Mấy cái người thọ xã khó hiểu mấy cái này lắm. Dành cho thọ hỷ không à. Ừ, học hứng thú, đúng vậy, hứng thú rồi mới học vô được. Ừ, Tắm quân bình rồi đó, không có vô mấy cái này đâu. Mình nói nó chấm chơ, chấm chặt hả? À, tại vì tắm quân bình má. Ủa, chị hả, thấy vui lắm hả? Mà vui với cái gì mới được, không? Ví dụ như con thấy cái chuyện giữa mình học với mình ngồi mình ăn ấy, một cái tô đó, thì mình nói trời ăn thật là vui quá đi. Thì lúc đó mình cũng học nữa cho nên nó vui, học cũng được ké. Tốn nhiều giấy là có tiến triển rồi đó, ghi bài các kiểu, quá tốt à, mình quan hỷ. Thường thì chỉ mà dạy toán ấy, toán cho các bạn đó học đó là một tuần là cuốn 100 trang, tuần ấy, một tuần lễ đó là xong cuốn 100 trang vậy đó. Nó là những cái người mà họ đó rất là cố gắng, họ nhìn lại cái tập mà họ học đó họ hoan hỷ lắm. À, cái thế hệ đó bây giờ nó chết hết rồi. Thời cái thế hệ đó bây giờ nó đi hết rồi, nó tiêu tùng hết rồi. Giờ thế hệ về một tuần nó học được có nửa trang thôi à. Cái thứ ba tìm, mình tạo không được,
thôi. Thì mình tập thôi. Mình tập tập để có niềm vui với những điều đúng tốt mà trước giờ mình chưa có. Tập để có niềm vui à, mình phải tập ha. Thì quý vị cũng phải coi lại mình, nhiều cái đúng tốt mà ta nói mình không có vui đâu quý vị. Thí dụ nè, uống kháng sinh tự nhiên là tốt mà, lợi cho sức khỏe mình mà, sao mà mình không vui mà mỗi lần uống cái mặt mình trù ụ hà, bịt lỗ mũi lên nữa, trời ơi, giống như là nó uống thuốc vậy đó, không dám ăn vậy đó. Thành ra cái tốt á, từ từ cái bắt đầu mình tập nha, hãy tốt là mình không vui, mình sầu bi rồi đó, thì mình vui với những thứ khác đó mà. Cho nên phải nhớ tập, không được tạo không có thì phải tập thôi chứ sao giờ. Yếu quá mà mình yếu nhớt luôn đó, tập thôi. Cho nên tự ghi ra những thứ đưa đến niềm vui ích lợi để tập rèn. Đá củi rồi đó con, đá xanh rồi đó, đá củi đá xanh rồi bỏ vô nó uống. Phải tập từ những cái nhỏ nhỏ trong đời sống của mình luôn á, phải là tập cái bự rồi bỏ cái nhỏ mất tiêu đâu, là tập hết rồi bự đó nhỏ, tập trước nhỏ nó dễ. Mày ghi ra đi. Này mà ai mà có nhiều cái sự quan hỷ với những đồ tốt đẹp thì ráng nha, ghi cái này cho nó nhiều nhiều, đăng tập cho nó mát. Ví dụ như mình tập để đặt câu hỏi đầu giờ cho có nhiều niềm vui nè. Tập làm báo cáo nè, đi cho có nhiều niềm vui nè. Sắp hết tháng 3 rồi đó nghe. Ai chưa làm báo cáo rồi đó, nhớ làm.
Nhiều thì ráng nhớ. Nhiều khi con ghi ra nhiều rồi xong tới lúc mà ra thực tế con quên. Không có đâu đó ta tiện lợi để mà mình mở lên, mở tới mở quyền nhớ làm. Tốt. Không cho thành tựu. Tiên là giữa mình ha, thứ hai là giữa người với người. Có mấy bạn hả? Chờ xíu, để 54 rồi ha, phút nữa nghe, phút nữa. Hay học vi toán ấy, 6 giờ học từ vi toán. Thứ du học giờ bị vỡ. Làm toán rồi mình đánh trên máy nó chậm lắm. Không kịp đâu. Tập nó sẽ nhanh hơn. Giờ mà cũng chưa thấy ai xong nhỉ? Xong thêm không? Im quá nè, giờ này không có bị rớt nè. Nãy lớp EU qua rớt mấy chập luôn. Nhưng tới chiều qua đừng có rớt thôi. Nãy cao trào quá bởi vậy. Mạng luôn.
cảm giác quê hả? Cái này phải khó nói lắm mà nghe. Ê, nhiều khi quê là bị chạo hối không chừng nữa. Cái người nhất mượn người để tìm bảo tập vui lành mượn người để mình tìm, mình tập tạo, mình tập cái niềm vui thiện lành này, cái giống như trên đó đó, trên mình mới học xong. Cái nhánh thứ hai này quan trọng nè, nhánh thứ hai này quan trọng nè, không đi phải không ấy, mà tạo đi cho nó chủ động, tạo được niềm vui thiện lành cho người khác, tạo được niềm vui thiện lành cho người khác là không tạo oan trái bực dọc cho người khác. Đó tầng tầng tầng. Ồ, cái thứ cuối này nè. À, cái quý vị bắt đầu ngồi ngẫm nghĩa lại. Quý ngẫm lại. Tạo bực dọc cho ai? Cái gì? Thì nhanh đi sửa lại. Sửa lại đây là ghi ra cách sửa. Mình lên kế hoạch để tạo ra niềm vui thiện lành cho ai? Gì? Đi ra để làm. Rồi, quý vị làm cái này nữa là coi như hết phần ứng dụng rồi đó. Chưa có lời buồn đến tâm sự, mình cho họ lời khuyên không xịn sò gì mấy, nhưng họ vui. Cứ được cái con đó là mình đã tạo ra người ta được cái niềm vui, là đang rõ vụ ý thí đó ha. Người ta được có sự bình an theo đúng với cái trình độ của người ta. Mình không có làm cho người ta sầu muộn thêm. Khi người ta gặp mình ấy, là ta phải có ăn vui ha, mình phải làm gì đó. Mình để ý coi cái người nào đó, cái kẻ nào mà mình gặp mà mình không có ăn vui đó, mình đưa nó vô sổ đen đi ha. Mình đưa vô sổ đen, cuốn sổ tử thần đó, để mình tránh xa nó ha, từ đời này qua đời sau luôn, kẻ khỏi gặp lại. Quý vị làm cái đó ha. Ê, làm xong rồi thì nghỉ. Bị tâm thế đàng hoàng để chiều vô chiến đấu với toán. Nào mình gặp mà không ăn vui vô sổ đen. Đúng rồi.
Vậy là con muốn gặp mấy cái người không an vui không hả? Hèn chi bởi vậy cuộc đời con nó xám đen luôn đó. Còn bây giờ là thầy phải ngồi thầy lọc ra. Con biết đó, những cái quý vị mà đi hành ba la mật đó là người ta cần chúng sanh để hành đúng không? Chúng sanh thiếu gì? Trời ơi, chúng sanh thiếu gì mình phải lựa chứ. Trên cái con đường hành ba la mật của mình phải lựa hội chúng của mình. Mình nhắm ha, cái đứa đó xịn không? Ổn không? Được ha, kết ra đó, vô hội chúng. À, để mà con gặp lại nó nữa. Mình à, bắt đầu mình vô mình thử, đời này mình gặp mình thử hết. À, đứa này thấy gớm, trời ơi đụng với nó là nó một là một cục luôn, một cục thấy gớm luôn, vô sổ bề đen, không bao giờ gặp lại. Mình phải làm gì, mình phải lựa hết chứ. Con tự nổi, con tự ví dụ như mà con thánh được rồi thì con tự, còn mình chưa thấy mình chưa thánh được thì thôi mình phải né đi con. Đúng rồi đó, đức bóng thường thì có. Lựa, mình phải lựa, sức mình có hạn, nhớ nha, sức mình có hạn, phải lựa đó. Nên Tân làm sao đó nghe Tân. Sao mà đời sau may gặp lại chứ nha. Thì mình ăn vui mà nó sai xấu thì mình gán chịu chứ sao không? Thì nhân nào thì quả đó con. Bây giờ đó là đời mà nó rất là thẳng băng vậy đó, nó không có vụ mà trường uống được. À, mình ác làm sao là nó đi theo đó ha. Cho nên sẵn lòng ha, là mình đó là không có sợ gió bão rồi, không có gì phải lo hết. Mình sân quá thì mình chịu, thì mình sẽ không có gặp mấy cái người ta xiển nữa, cho khỏe người ta nữa ha, không để người ta tu. Thà động trăm con sông lớn không động người tu hành. À, mà mình thấy đụng vô mấy cái người tu hành mình gây quan trái cho người ta, không mình đi kiếm đường khác mình né luôn đi. Không nên mình chết mình thôi đi, để cho người ta sống người ta còn cứu độ biết nhiêu người nữa. Hiểu không? Trời đất ơi, ổng mà suy nghĩ được vậy là đỡ rồi. Cưng không? Cưng chết đi được hà. Như vậy là dễ chết lắm đó con. Thôi thôi à, ai xong rồi thì nghỉ đi, bye bye. Sức khỏe, nhớ uống nước nghe Vi. Wow, bye bye. Riết nhỏ uống riết sẽ xì thận luôn quá. Bye.